Xin chào các bạn. Tác phẩm bạn đang nghe được trình bày bởi giọng đọc Thu Thảo. Các bạn đang lắng nghe kênh YouTube Sách Nói Việt Nam. Đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ kênh các bạn nhé. Sức mạnh của việc đặt câu hỏi tại sao. C. Richard Wiseman. 272 trang, khổ 13 x 20.5 cm. Đôi nét về tác giả. C. Richard Wiseman là một diễn giả, tác giả và là nhà tư vấn chiến lược kinh doanh nổi tiếng trên toàn thế giới. Ông đã có hơn 2.500 bài phát biểu quan trọng tại 4 châu lục cho từ 20 đến 40.000 khán giả. Sức mạnh của việc đặt câu hỏi tại sao là một trong hai cuốn sách bán chạy của ông, đã được dịch ra 5 thứ tiếng. Giới thiệu sách. Hỏi tại sao là bước đầu tiên trong quá trình tiếp cận của tôi khi tư vấn cho các nhà kinh doanh, huấn luyện những nhân viên kinh doanh hoặc nhóm tiếp thị để tìm ra cái gì có giá trị và không có giá trị cho tổ chức và giúp bất kỳ công ty nào đạt được mục tiêu của họ. Đặt câu hỏi tại sao cũng là một cách tốt để bắt đầu cuốn sách này, bắt đầu với tựa đề của chúng ta. Cuốn sách này nhằm giúp bạn và tổ chức của bạn đạt được điểm thực sự vượt trội trong thị trường cạnh tranh. C. Richard Wiseman. Nội dung. Phần 1. Xác định cam kết giá trị độc nhất của bạn. Tại sao câu hỏi tại sao lại hữu ích với bạn? Đặt câu hỏi tại sao luôn là bước đầu tiên trong quá trình tiếp cận của tôi mỗi khi tư vấn, hướng dẫn cho các nhà kinh doanh, đội ngũ nhân viên kinh doanh hoặc nhóm tiếp thị để tìm ra điều gì giá trị cho tổ chức, từ đó giúp các công ty đạt được mục tiêu của họ. Đặt câu hỏi tại sao cũng là một cách hay để bắt đầu cuốn sách này, bắt đầu với nhan đề của chúng ta. Hãy bắt đầu với tuyên bố đó. Tại sao cuốn sách này lại có thể giúp bạn giải quyết được những vấn đề kinh doanh và tạo ra đột phá trong thị trường? Đầu tiên, tôi muốn làm rõ rằng sự bứt phá không chỉ là vươn lên và dẫn đầu. Quả thật như vậy, cái chúng ta muốn đạt được là bỏ xa toàn bộ nhóm đối thủ phía sau. Mục tiêu của tôi là nâng cao hiệu quả kinh doanh và khẳng định sự hiện diện của bạn, để sản phẩm và dịch vụ của bạn trở thành sự lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất, bất kể ở vùng địa lý, thị trường chung hay mục tiêu nào. Cuốn sách này nhằm giúp bạn và tổ chức của bạn hướng đến vị trí vượt trội trong thị trường cạnh tranh. Nếu chịu khó liên tục đặt ra những câu hỏi tại sao, bạn có thể sẽ phát hiện ra sự thật và giải pháp để giải quyết bất cứ vấn đề nào trong kinh doanh. Điều này mang tới hiệu quả toàn diện cho công ty của bạn, từ việc xây dựng đội ngũ, phát triển sản phẩm đến kinh doanh hay giữ chân khách hàng. Cam kết giá trị độc nhất là gì? Ngày nay, rất dễ dàng để doanh nghiệp có mặt trên thị trường. Nhưng làm sao để được khách hàng nhận biết và lựa chọn lại là một câu hỏi nan giải. Bất kể hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực nào, trong nước hay quốc tế, để trở nên nổi bật thực sự là một việc rất khó khăn. Ngay cả khi kinh doanh những sản phẩm độc nhất, bạn cũng cần có sự khác biệt. Nếu không, bạn có thể bị tấn công ngay khi đối thủ đầu tiên xuất hiện và cả những đối thủ xuất hiện tiếp sau đó. Có quá nhiều công ty tự cho rằng mình khác biệt. Dưới đây là những lý do giải thích vì sao các tổ chức kinh doanh cần phải thay đổi suy nghĩ này. 1. Đầu tiên và trước nhất, một doanh nghiệp tự nhận mình như thế nào hoặc muốn mình được nhìn nhận như thế nào, đó phải là vấn đề từ suy nghĩ của khách hàng. 2. Thứ hai, trở nên khác biệt không giống với việc có một sự hiện diện khác biệt. Sự khác biệt tự nó phân cực, nhấn mạnh rằng điều làm cho một công ty trở nên khác biệt thì cũng sẽ ngay lập tức tạo ra cạnh tranh. Khách hàng cân nhắc và đánh giá cái gọi là sự khác biệt dựa trên cảm nhận của họ. Để trở nên khác biệt, các doanh nghiệp đều phải đặt khách hàng làm trọng tâm trên mỗi phương diện. Khi tìm được doanh nghiệp thực sự khác biệt, thông qua việc họ chỉ tập trung vào khách hàng sẽ đổ xô tìm tới họ. Trong cuốn sách Chiến lược Đại Dương Xanh, W. Chan Kim và Ernie Marbon đã xây dựng một tình huống rất thú vị để có một sự hiện diện khác biệt thay vì cố gắng vươn lên dẫn đầu. Giáo sư Anando Haas đến từ trường Quản trị Kinh doanh Quốc tế MIT Sloan, MIT Sloan School of Management, đã trình bày nhu cầu này
để có được sự hiện diện khác biệt và phương pháp đặt khách hàng làm trọng tâm bằng cách thường xuyên lặp lại câu nói, quan sát đối thủ, không bao giờ theo sau họ. Một doanh nghiệp tạo ra sự hiện diện khác biệt dựa trên quan điểm khách hàng sẽ được khách hàng đánh giá là doanh nghiệp tốt nhất trên thị trường. Starbucks, Nordstrom, Subway, Ross, Ace Hardware hoặc Southwest Airlines là những doanh nghiệp như thế. Họ là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực mà họ tham gia. Doanh nghiệp đặt khách hàng làm trọng tâm sẽ thiết lập một sợi dây ràng buộc cảm xúc với khách hàng của mình. Chính khách hàng sẽ tiếp tục mang khách hàng mới đến cho họ thông qua hình thức quảng cáo truyền miệng, giống như Whole Foods, Disney hoặc Victoria's Secret. Một doanh nghiệp chỉ chú trọng đến khách hàng và điều khách hàng mong muốn sẽ có được những mục tiêu rõ ràng. Điều này khác hẳn với các hoạt động kinh doanh hỗn tạp do áp lực lợi nhuận gây ra. Hành động, tự hỏi bản thân, tổ chức của bạn hoạt động theo mục tiêu hay bởi áp lực? Bạn có luôn cạnh tranh dựa trên giá cả, quy trình hoặc tính năng sản phẩm không? Bạn có được bao nhiêu câu hỏi của khách hàng từ quảng cáo truyền miệng mỗi tuần? Là một người bán hàng, bạn có biết và hiểu rõ quan điểm của khách hàng không? Quan trọng hơn, bạn có hoàn toàn tập trung để mang đến điều đó cho khách hàng không? Khách hàng có nhận thấy công ty của bạn khác biệt so với các nhà cung cấp khác không? Khách hàng xác định và phản ứng như thế nào với cam kết giá trị độc nhất của bạn? Nhiều CEO, nhân viên bán hàng và nhân viên tiếp thị cùng đưa ra giả thuyết rằng tất cả khách hàng đều thực sự muốn giá rẻ hoặc được trả giá. Nhưng từ kết quả phỏng vấn chuyên sâu với những người mua hàng ở tất cả các ngành, giả thuyết này rõ ràng không đúng. Đây là lý do giải thích tại sao quá trình từng bước khám phá mục tiêu cụ thể rất quan trọng để công ty thành công trong việc bứt phá. Đặt đúng câu hỏi với khách hàng theo đúng cách sẽ giúp bạn xác định được cái họ thực sự mong muốn cả về tính năng và tâm lý khi giao dịch với bạn. Bạn sẽ hiểu lý do tại sao đằng sau sự đánh giá và sự quan tâm của họ. Bạn sẽ biết rõ thứ tốt nhất mà khách hàng của mình thực sự muốn và cần, cũng như những thứ mà họ đã nhận được hoặc không nhận được từ bạn. Cam kết giá trị độc nhất được thực hiện từ cố gắng khám phá trọng điểm duy nhất này. Cái sẽ tạo sự tò mò cho khách hàng và sự đáp ứng nhiệt tình từ khách hàng tiềm năng. Đây là quan điểm được một trong những người bán hàng xuất sắc nhất phát biểu. Tôi đã xem xét nó với thái độ hoài nghi đầy mệt mỏi. Mãi cho đến khi tôi tiến hành cuộc phỏng vấn đầu tiên, cái tôi nhận ra ngay lúc đó là 18 câu hỏi có vẻ vô thưởng vô phạt này mở ra cho tôi một cánh cửa tìm hiểu sâu hơn về lý do khách hàng ở lại với tôi. Những câu trả lời của họ luôn thành thật và khó để phát biểu một cách hệ thống. Họ đã có một cơ hội chưa từng có trước đây để nói cho tôi biết suy nghĩ thực sự của họ về tôi và điều công ty tôi thực sự giúp họ có được. Nó còn tạo ra những cơ hội khác để chúng tôi phục vụ họ tốt hơn. Hành động. Viết ra một câu trả lời xúc tích cho câu hỏi tại sao tôi cần phải chọn bạn? Sau đó tự hỏi bản thân, liệu rằng câu trả lời của bạn có chiếm được sự chú ý của khách hàng tiềm năng bằng cách diễn tả điều họ thực sự mong muốn không? Nó có tạo ra sự hiện diện khác biệt của bạn trong thị trường không? Đặc biệt, đối thủ cạnh tranh của bạn có cùng câu trả lời với bạn không? Có phần nào trong câu trả lời nói về bạn và công ty của bạn, quan điểm của bạn, hoặc nó hoàn toàn nói về điều khách hàng có được theo đúng quan điểm của họ và lý giải tại sao điều đó lại quan trọng với họ không? Nó có thuyết phục được khách hàng tiềm năng mua hàng hay có được một tuyên bố kết quả về tính năng và tâm lý mà họ đang tìm kiếm không? Phần 2. 6 bước vươn lên dẫn đầu trong thị trường cạnh tranh. Bước 1. Những nguyên tắc của sự gắn kết. Tôi nhận thấy rằng việc khách hàng giúp đỡ trong việc xác định cam kết giá trị độc nhất rất quan trọng. Để có được một cam kết giá trị, đòi hỏi phải tìm hiểu sâu sắc hơn mọi mức độ mà phần lớn chúng ta đã thực hiện từ trước đến giờ. Hơn nữa, đây không phải là thứ bạn có thể có được từ công ty quảng cáo, các bộ phận nghiên cứu thị trường, thậm chí bộ phận tiếp thị. Vâng, có nhiều cách sử dụng chuyên môn trong việc chuẩn bị cho nghiên cứu này,
như tìm hiểu từ sách báo và lập câu hỏi, phỏng vấn theo hướng dẫn chi tiết. Nhưng khi thực hiện, bạn và nhóm trực tiếp gặp gỡ khách hàng của mình phải chung tay chuẩn bị và thực sự thực hiện việc phỏng vấn khách hàng tốt nhất, không có cách nào khác. Để chắc chắn nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có thể thực hiện việc này một cách đúng đắn, hãy đảm bảo bạn đã hướng dẫn họ kỹ lưỡng về tầm quan trọng của quá trình thực hiện, giải thích cho họ tầm quan trọng của những nỗ lực mà họ cần phải có trong việc giúp công ty thiết lập một sự hiện diện khác biệt và bứt phá trong thị trường, yêu cầu họ đọc sách và thảo luận về toàn bộ nội dung cuốn sách trước khi gặp gỡ và nghiên cứu những khách hàng tốt nhất. Tôi sẽ cho bạn một số lời khuyên trong quá trình tiếp theo, nhưng trước khi bạn bắt đầu đọc, tôi xin nhắc lại rằng trong mọi trường hợp, chỉ cho phép những người bán hàng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hoặc nhân viên phục vụ, những người tiến hành các cuộc phỏng vấn. Chỉ có họ mới có khả năng mang lại cho khách hàng sự thoải mái và tìm ra được lý do tại sao và điều gì nhằm xây dựng cam kết giá trị độc nhất của bạn. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu phần quan trọng nhất, những điều tốt nhất mà tôi đã phát triển sau nhiều năm tư vấn trên thị trường. Tôi gọi đó là quy tắc của sự gắn kết khiến cho khách hàng xác nhận cam kết giá trị độc nhất của công ty bạn. Nguyên tắc gắn kết số 1. Sáng suốt chọn ra những khách hàng mà bạn muốn thu thập thông tin. Nguyên tắc gắn kết số 2. Tạo và sử dụng bảng câu hỏi có mục tiêu cụ thể với bảng câu hỏi được thiết lập sẵn. Nguyên tắc gắn kết số 3. Phỏng vấn trực tiếp khách hàng. Nguyên tắc gắn kết số 4. Chỉ tiến hành phỏng vấn trực tiếp với khách hàng của bạn. Nguyên tắc gắn kết số 5. Sử dụng phương pháp được cân nhắc kỹ lưỡng và luyện tập trước để bố trí các cuộc phỏng vấn một cách chính xác. Nguyên tắc gắn kết số 6. Bối cảnh quyết định ngữ điệu. Nguyên tắc gắn kết số 7. Chủ động nghe và thu nhận từng chữ trong những câu trả lời. Nguyên tắc gắn kết số 8. Bảng so sánh tổng hợp câu trả lời của khách hàng. Bước 2. Khéo léo thiết lập cam kết của bạn. Từ chương này, chúng ta cần phải tiến hành cẩn thận và không thực hiện một mình. Tốt nhất, bạn nên chọn ra một nhóm từ 3 đến 4 người đáng tin cậy trong tổ chức để khéo léo thiết lập cam kết giá trị độc nhất của mình từ những câu trả lời của khách hàng. Hoặc nếu bạn là một công ty kinh doanh rất nhỏ hoặc vừa thành lập, hãy chọn ra từ 3 đến 4 người cố vấn và người nhiều kinh nghiệm. Cũng giống như khi hình thành nhóm phỏng vấn, bạn hãy để tất cả các thành viên trong nhóm đọc và thảo luận về toàn bộ cuốn sách trước khi bắt đầu. Đừng chỉ lướt qua, hãy chỉ dẫn và thảo luận với họ về kết quả cần thiết trước khi bắt đầu. Mỗi người cần hiểu mục đích của quá trình và kết quả mong muốn giúp khám phá và tạo nên cam kết giá trị độc nhất. Chỉ nên sử dụng những từ ngữ thu hút được từ khách hàng tốt nhất của bạn. Hãy chắc chắn rằng những cá nhân mà bạn lựa chọn sẽ có đặc điểm này. Họ nên có sự sáng tạo và có khả năng suy nghĩ đột phá. Họ cần phải sẵn sàng và có khả năng bỏ qua ý kiến, quan điểm và tư duy lập trình sẵn của bản thân. Họ cần có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Tổng kết, khi đã xác định và thiết lập cam kết giá trị độc nhất rõ ràng, bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh để thực hiện nó trong công ty của mình. Đây sẽ là lúc bạn cảm thấy doanh nghiệp của mình đang tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ, bạn sẽ được truyền cảm hứng để tạo nên sự bứt phá trên thị trường bằng cách đẩy mạnh cam kết của mình và giành được sự quan tâm của những khách hàng tiềm năng. Nhưng trước khi bắt đầu quảng bá, vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo bạn không bao giờ phá vỡ cam kết giá trị độc nhất của mình. Hành động. Khách hàng tốt nhất của bạn là ai? Người thường xuyên đại diện công ty để tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong công ty bạn là ai? Nếu bạn phải kể tên khoảng từ 3 đến 4 người trong nhóm sáng tạo cam kết giá trị độc nhất của công ty, thì bạn sẽ kể tên những ai? Bạn có thực sự sẵn sàng và sẵn lòng để cho khách hàng tốt nhất của mình quyết định cam kết giá trị độc nhất, tốt nhất cho việc kinh doanh của bạn không? Bước 3. Cả doanh nghiệp hướng về cam kết. Bản chất độc đáo của cam kết giá trị độc nhất của bạn là vật làm tin với khách hàng. Cam kết này một mặt truyền cảm hứng, một mặt tạo ra kỳ vọng
về biểu hiện xuất sắc. Kỳ vọng này rất thực tế. Do đó, nó phải được đáp ứng mọi lúc, mọi nơi. Trước khi bạn thực hiện cam kết giá trị độc nhất của mình trên thị trường, toàn bộ đội ngũ của bạn phải đồng lòng và cam kết thực hiện nó. Như vậy, họ sẽ tập trung vào mọi thứ cần thiết để chứng minh lời cam kết của bạn là thật. Ngược lại, điều này sẽ giúp bạn thiết lập được sự hiện diện khác biệt vững chắc trên thị trường và đẩy bạn vượt lên trên các đối thủ khác. Công ty máy điều hòa miền Nam, trụ sở tại Florida là một ví dụ tuyệt vời. Cam kết giá trị độc nhất của họ được tuyên bố rõ ràng. Chúng tôi đúng hạn hoặc bạn không phải trả một xu. Ồ, một lời cam kết mạnh mẽ đối với những người đã lãng phí cả ngày để chờ đợi nhân viên dịch vụ. Nó thật thu hút và cũng vần điệu nữa. Tôi gọi và hỏi một người phụ nữ trẻ để xem cách thức mà công ty này đảm bảo đúng hẹn. Cô ấy nói với tôi rằng họ lên lịch cho các cuộc hẹn đủ dài để đảm bảo thời gian đi lại và thời gian sửa chữa ngoài dự tính. Họ cũng có nhân viên thời vụ chịu trách nhiệm đến cuộc hẹn đúng giờ trong trường hợp các thiết bị công nghệ được vận chuyển đến trễ. Đây là một ví dụ hoàn hảo về việc thực hiện cam kết giá trị độc nhất, bởi cam kết của họ không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là một phần của văn hóa doanh nghiệp và DNA. Họ làm tất cả để thực hiện mục tiêu và lời cam kết. Tổng kết, để khác biệt trên thị trường, cam kết giá trị độc nhất của bạn phải được tích hợp đầy đủ vào mọi mặt trong tổ chức của bạn. Đúng vậy, một chút thay đổi sẽ là cần thiết để đảm bảo bạn luôn có được một văn hóa đặt cam kết làm trọng tâm. Khi tiếp tục đọc và nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ không ngừng khám phá ra cách sống cùng cam kết của mình mỗi ngày và đảm bảo đáp ứng mong đợi của cam kết giá trị độc nhất do bạn đặt ra. Bạn sẽ phát triển một văn hóa đặt cam kết làm trọng tâm mà toàn bộ thành viên trong công ty sẽ làm việc hướng về mục đích đó, thay vì xem nó như một áp lực. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp của bạn trở nên khác biệt và tạo ra một giá trị vượt trên cả sự tưởng tượng của bạn. Hành động. Bạn có đảm bảo thực hiện cam kết của mình mọi lúc và củng cố nó phù hợp thông qua văn hóa của mình không? Bạn có quyết định phát triển cách thức lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp không? Tất cả những mối tương tác trong tổ chức của bạn có được cá nhân hóa và nhân văn hóa bằng mọi cách không? Bạn giải quyết những vấn đề cần chú ý dựa trên những danh sách kiểm tra ở trên như thế nào? Làm thế nào để bạn A. giao tiếp, B. giáo dục, C. trao quyền, D. bồi thường đội ngũ của bạn để họ có thể sống với cam kết giá trị độc nhất của bạn mỗi ngày và thực sự đảm bảo sự hiện diện khác biệt trên thị trường, khiến khách hàng liên tục tìm hiểu và mua sản phẩm của bạn. Bước 4. Tạo nên sự khác biệt. Bây giờ, bạn đã thiết lập được cam kết giá trị độc nhất và rèn toàn bộ tổ chức của mình gắn kết trong một nền văn hóa có thể thực hiện cam kết đó mọi lúc. Các bước tiếp theo là tiến vào thị trường, đồng thời thúc đẩy nó đến các khách hàng cũ, hiện tại và tiềm năng của bạn. Nguyên tắc đầu tiên tôi muốn bạn xem xét ở đây là quá trình sử dụng trí tò mò thay vì sự thuyết phục để tạo ra sự bứt phá trong thị trường cạnh tranh. Tổng kết, luôn có và sẽ có nhiều cách thức mới để giới thiệu việc kinh doanh của bạn, đồng thời khiến cho khách hàng hiểu và biết đến cam kết giá trị độc nhất của bạn. Mục tiêu của bạn là luôn tìm kiếm những cơ hội để định vị kinh doanh của bạn khác biệt và giữ nó luôn ở vị trí đầu tiên hay trước nhất trong tâm trí khách hàng. Bằng cách liên tục đẩy mạnh cam kết của bạn đến khách hàng, bạn sẽ kết nối được với tâm trí và cảm xúc của họ. Điều này sẽ gắn kết họ với bạn một cách sâu sắc, bởi bạn đang giao tiếp với họ hoàn toàn dựa trên quan điểm của họ. Bạn sẽ có được sự tò mò của khách hàng. Bạn sẽ truyền cảm hứng cho họ để tiến hành trao đổi kinh doanh với bạn hoặc đội ngũ của bạn, hay ghé thăm website của bạn. Khi đó, với tất cả những thông tin bạn mô tả về doanh nghiệp của mình và cách bạn thực hiện điều khách hàng muốn có thông qua sản phẩm và dịch vụ của bạn, bạn sẽ có được giao dịch từ họ. Hãy đọc tiếp để chắc chắn rằng khi bạn có được những lời hỏi thăm từ khách hàng, đội ngũ kinh doanh của bạn có đủ sức thuyết phục, có giá trị và xuất phát từ quan điểm của người mua không? Trong thế giới đặt khách hàng làm trọng tâm như ngày nay, chắc chắn bạn cũng không muốn sử dụng những cách bán hàng cũ
chỉ tập trung vào sản phẩm. Hành động. Bạn có toàn tâm toàn ý củng cố sự hiện diện và vị trí khác biệt của bạn bằng cách sử dụng bất kỳ lợi công cụ và phương tiện quảng cáo nào có được không? Liệu những thông điệp quảng cáo của bạn có hướng đến khách hàng không? Bạn có thể hiện điều đó một cách mạnh mẽ và rõ ràng không? Khi nào bạn nên kiểm tra, xem và nghe lại mỗi cuộc giao tiếp với khách hàng hiện tại để đảm bảo nó thực sự chứa đựng cam kết giá trị độc nhất và vị trí khác biệt của bạn một cách riêng biệt nhằm giúp bạn bứt phá trong thị trường cạnh tranh? Bước 5. Bán hàng dựa trên lợi thế. Tôi đã từng đảm nhận nhiều vị trí phải tiếp xúc với khách hàng và tôi nhận ra rằng bất kể bạn bán hàng cho ai hoặc bán cái gì, bạn sẽ có thuận lợi rất lớn nếu biết chính xác lý do khách hàng mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nếu biết những gì khách hàng muốn có để thực hiện công việc hàng ngày dễ dàng hơn, giải quyết một vấn đề, tạo ra một cá tính riêng, trải nghiệm cảm giác kinh hãi hoặc bất kỳ thứ gì khác mà họ muốn làm chẳng hạn, bạn sẽ tập trung toàn bộ vào việc giúp họ thực hiện điều đó. Tôi gọi đó là bán hàng dựa trên lợi thế. Huyền thoại bán hàng Zig Ziglar cũng nói như vậy. Giúp mọi người có được những gì họ muốn và bạn sẽ có được những gì bạn muốn. Dale Carnegie cũng nói điều này một cách sâu sắc trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm chẳng hạn. Hàng nghìn nhân viên bán hàng ngày nay đang tất bật mỗi ngày, mệt mỏi, chán nản và lương thấp. Tại sao? Bởi họ luôn chỉ nghĩ về những gì họ muốn. Họ không nhận ra cả tôi và bạn đều không muốn mua gì. Nếu mua hàng, chúng ta sẽ đi ra ngoài và mua nó. Nhưng chúng ta luôn quan tâm giải quyết các vấn đề của chính mình. Nếu nhân viên bán hàng có thể cho chúng ta biết dịch vụ hoặc hàng hóa của họ giúp giải quyết vấn đề của chúng ta, thì họ sẽ không cần phải chào bán. Thay vào đó, chúng ta sẽ tự đi mua hàng. Và khách hàng thích cảm giác rằng họ đang mua, chứ không phải bị mua. Cách đây nhiều năm, tôi đã học được nhiều điều từ hậu quả của việc chỉ nghĩ đến những gì mình muốn. Khi bán dụng cụ nấu ăn Salad Master, tôi thích nấu nướng và bạn chỉ cần biết rằng tôi có thể bán nó. Tôi đã toàn tâm toàn ý với cơ hội kinh doanh mới này. Tôi đã xem nó như là tấm vé để chuyển từ bánh mì kẹp thịt quái quỷ qua sự nghiệp kinh doanh nhỏ của riêng mình. Tôi đã làm việc chăm chỉ và học về các sản phẩm. Tôi thậm chí đã học biểu diễn các dụng cụ nhà bếp bằng cách nấu những bữa ăn như ở nhà. Nhưng sau 12 cuộc trình diễn liên tiếp, tôi tự hỏi tại sao mọi người không bỏ tiền ra mua các dụng cụ nấu ăn. Tôi nghĩ mọi người không mua hàng của tôi bởi họ không hiểu được sản phẩm. Điều gì sai với họ? Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi nhận thấy họ không sai. Họ hiểu dụng cụ nấu ăn Salad Master và cách sử dụng nó. Vấn đề ở đây là do tôi. Tôi đã không tìm ra lý do họ quan tâm đến một dòng các dụng cụ nhà bếp mới. Tệ hơn nữa, tôi lại chưa dùng đúng ngôn ngữ của họ, những lợi ích chức năng và cảm xúc mà các dụng cụ nhà bếp tuyệt vời này mang lại cho người dùng. Tôi đã không làm rõ hoặc truyền đạt được những gì họ thực sự sẽ có được khi sở hữu bộ dụng cụ này. Tôi đã tập trung vào những gì tôi muốn, bán hàng, không phải dựa trên sự hiểu biết về lý do họ muốn mua hàng. Khi thực sự thấu hiểu về bán hàng dựa trên lợi thế, tôi đã bắt đầu hỏi khách hàng những gì họ thực sự mong muốn đối với một bộ dụng cụ nhà bếp. Kết quả là tôi ngừng nói chuyện về các dụng cụ nhà bếp hoặc các bữa ăn tôi nấu. Tôi cũng ngừng cố gắng thuyết phục họ mua dụng cụ nấu ăn Salad Master. Mặc dù trước đó, tôi đã không ngừng nói về vẻ đẹp, quy trình sản xuất tối ưu của những cái nồi hoặc nói rằng nếu nó bị hư hỏng thì khách hàng sẽ có một chế độ bảo hành trọn đời. Thay vào đó, tôi đã trả lời câu hỏi của họ và giải thích những lợi thế của nồi Salad Master từ quan điểm của khách hàng. Tôi phát hiện ra rằng hương vị món ăn và sức khỏe tốt là mối quan tâm lớn nhất của họ. Mọi người bắt đầu gọi cho tôi để hỏi làm thế nào họ có thể tìm hiểu thêm về việc nấu những bữa ăn ngon và lành mạnh cho gia đình. Kết quả là hầu như lần nào họ cũng mua sản phẩm. Họ không mua những dụng cụ nấu bếp mà họ mua những lợi ích và kết quả mong đợi. Quan trọng nhất, họ giới thiệu bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Không ai gọi để hỏi về một bộ dụng cụ nấu nướng hoặc để mua hàng giúp tôi. Không, họ gọi vì kết quả mà họ muốn. Tôi đã học được rằng
cách tiếp cận chú trọng vào tính năng sản phẩm và một tư duy muốn có được cái mình muốn sẽ dẫn đến sự e ngại hoặc sự từ chối của khách hàng. Tổng kết, phương pháp mới này tạo ra một cơ hội đáng tin cậy cho các doanh nghiệp và cá nhân khám phá sâu nhằm tìm ra những lý do thực sự khách hàng muốn mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chuyển từ việc tìm hiểu thông tin dẫn đến quyết định mua hàng của khách hàng tiềm năng bằng cách đặt họ làm trọng tâm và bán hàng dựa trên lợi thế. Cung cấp các cách thức đã được chứng minh và quan điểm đúng đắn của khách hàng để đồng nhất và tối ưu hóa cam kết giá trị độc nhất, cũng như sự hiện diện khác biệt của bạn trên thương trường. Hành động. Liệu rằng chu kỳ bán hàng của bạn có ngắn hơn và tỷ lệ bán hàng thành công của bạn có cao hơn? Nếu bạn biết nhiều hơn về điều khách hàng muốn và sử dụng trong quá trình bán hàng dựa trên lợi thế để truyền tải nó không? Khách hàng tiềm năng của bạn có thường nói, tôi không biết hoặc tôi không chắc, không? Có phải giá có vẻ cao là một trở ngại thường xuyên không? Bạn có nắm rõ mỗi tiện ích về tính năng và cảm xúc mà thuộc tính và đặc tính sản phẩm của bạn mang lại cho khách hàng không? Để trở nên hiệu quả hơn và tăng tỷ lệ bán hàng thành công, bạn sẽ làm gì ngay bây giờ để thực hiện phương pháp bán hàng dựa trên lợi thế? Bước 6. Dịch vụ khách hàng hơn cả mong đợi. Các nhà nghiên cứu đã tốn nhiều giấy mực để nói về tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng và cách tạo ra một nền tảng dịch vụ tốt. Số lượng khách hàng hài lòng và mức độ khách hàng hài lòng là hai thước đo căn bản cho dịch vụ. Mặc dù đã có nhiều bài học và thực tế nói về cách khiến khách hàng hài lòng, nhưng nó không đủ để người ta tạo ra sự hiện diện khác biệt trên thị trường cạnh tranh ngày nay. Các doanh nghiệp trên thị trường đều tuyên bố rằng dịch vụ khách hàng tuyệt vời của họ là lý do quan trọng để khách hàng kinh doanh với họ. Tuy nhiên, từ quan điểm của khách hàng, dịch vụ khách hàng tốt là những gì họ mong đợi nhận được khi mua hàng ở bất cứ lĩnh vực hay tổ chức chuyên nghiệp nào. Đây không phải là ngoại lệ, nhưng là các quy tắc. Vì vậy, nó không phải là lý do thực sự khiến họ quyết định chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Cho dù đó là một chiếc ô tô, một cái máy tính mới hay một thứ gì đó bình thường như khoai tây chiên ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Nếu vì một lý do nào đó bạn không đáp ứng được kỳ vọng của họ, thì họ sẽ thay đổi việc mua hàng ngay lập tức. Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt không còn là đủ. Thật vậy, nó có thể khiến khách hàng hài lòng, nhưng trong thị trường cạnh tranh như ngày nay, khách hàng dễ hài lòng là những người không thực sự trung thành với doanh nghiệp hay sản phẩm cụ thể nào. Tổng kết, có rất nhiều thứ bạn và đội ngũ được tích hợp cam kết của bạn có thể làm để nâng cao từng tiếp xúc điểm và chuyển giao các trải nghiệm thăng hoa cho khách hàng. Chẳng hạn như, nếu đang điều hành một cửa hiệu làm tóc tập trung vào cắt tóc trẻ em, liệu bạn có thể tổ chức mừng sinh nhật cho những đứa trẻ hay tổ chức những bữa tiệc sinh nhật hàng tháng không? Lễ Bar Mitzvah, Bat Mitzvah hay rước lễ lần đầu trong Công giáo thì sao? Nếu sở hữu hay điều hành công ty sửa ống nước của riêng mình, liệu những kỹ thuật viên của bạn có đi những đôi ủng dùng một lần trong nhà của khách hàng không? Nó cho thấy sự tôn trọng và thể hiện sự quan tâm của bạn một cách tinh tế. Liệu bạn có thể gửi đi một tấm thiệp cảm ơn cùng với hóa đơn sau khi sửa chữa không? Còn việc gửi đi những nhắc nhở đầy quan tâm cho những khu dân cư hay nhóm khách hàng thương mại cần dịch vụ hàng năm thì sao? Liệu nó có bao gồm những dịch vụ mà các chủ nhà có thể tự làm không? Để truyền thông như vậy, bạn thực sự phải quan tâm chân thành tới lợi ích của họ. Nếu bạn là giám đốc truyền thông của một công ty lớn, liệu bạn có thể điều chỉnh giao thức truyền thông để đội ngũ bán hàng và dịch vụ phản ứng với khách hàng và khách hàng triển vọng một cách hiệu quả và theo cách cá nhân hóa đơn không? Không chỉ củng cố cam kết mà còn để khách hàng biết rằng họ là những cá nhân quan trọng, chứ không chỉ là những người mang đến doanh thu cho bạn. Hoặc nếu sở hữu hay quản lý một nhà hàng, liệu bạn có thể thiết kế những đường dây cấp sạc điện thoại sẵn cho khách hàng không? Hãy suy nghĩ và làm việc một cách sáng tạo và hợp tác. Bạn sẽ thấy dễ dàng hơn để thiết kế lại tầm nhìn về trải nghiệm, dịch vụ và tương tác thăng hoa cho tổ chức của mình. Đồng thời, bạn sẽ thắng trong khi những người khác thua.
thành công trong khi những người khác thất bại. Hành động. Liệu bạn có cam kết nâng cao dịch vụ và tất cả các tương tác khách hàng không? Liệu những tương tác hiện tại có tạo ra ấn tượng rằng bạn rất xuất sắc và được tổ chức tốt không? Đâu là những bước thăng tiến cụ thể bạn có thể thực hiện ngay bây giờ để chuyển đổi những khách hàng thỏa mãn thành những người ủng hộ cuồng nhiệt?